các bạn thân mến, trong chuyến hành hương tham quan một ngày của đoàn chúng tôi, buổi sáng chúng tôi đã viếng chùa Hoa Lâm, phường 11, thành phố Cao Lãnh. Và sau đó chúng tôi viếng chùa Thiên Quang, thành phố Hồng Ngự. Và bây giờ chúng tôi chia tay sư thầy và thiền viện Hồng Ngự để tiếp tục cuộc hành trình trong ngày hôm nay. Thì khi đến thiền viện Trúc Lâm Hồng Ngự, thì qua thông tin chia sẻ của sư thầy, thì chúng ta được biết thêm quá trình xây dựng thiền viện Trúc Lâm Hồng Ngự. Đó là một cái niềm vui, niềm tự hào của người dân Hồng Ngự nói riêng và người dân Đồng Tháp nói chung. Trong tương lai, nơi đây sẽ có một cái thiền viện Trúc Lâm xứng tầm quốc tế luôn các bạn. Và bây giờ chúng tôi chia tay sư thầy, chia tay thiền viện Trúc Lâm Hồng Ngự để tiếp tục cuộc hành trình trong buổi chiều ngày hôm nay. Thì trong buổi chiều ngày hôm nay chúng tôi sẽ qua phà Hồng Ngự Tân Châu để tham quan khu du lịch sinh thái Tiên Định tọa lạc tại xã Cù Lao Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự. Mời các bạn đón xem. Các bạn thân mến, và trước mặt chúng tôi là bến phà Hồng Ngự Tân Châu nha. Đây là lần đầu tiên mình mới đi bến phà này đó các bạn. Bến phà rất là rộng rãi và rất là sạch sẽ luôn nha. Rất là thoáng. Và bây giờ chúng tôi sẽ qua phà để tham quan khu du lịch sinh thái Tiên Định. Thì trước khi đến khu du lịch sinh thái Tiên Định thì mình cũng xin một số thông tin với các bạn. Là khu du lịch sinh thái Tiên Định tọa lạc tại xã Cù Lao Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Còn về đường đi đó thì các bạn theo quốc lộ 30 ven sông Tiền, các bạn đến thành phố Hồng Ngự qua cầu Rồng. Rồi các bạn qua bến phà Hồng Ngự Tân Châu này, các bạn quẹo trái rồi chạy đến cầu số 11. Thì có qua cái trạm thu phí đường Phật Bộ, các bạn rẽ phải vào đường chùa Lá số 17 và 300m là đến nha các bạn. Cái đó là cái hướng dẫn đường đi mà các bạn đến thành phố Cao Lãnh. Thì các bạn cứ hướng theo quốc lộ 30 hướng về Hồng Ngự đó. Quá khang trang. Đây có một cái quầy bán bánh kẹo nước luôn nha, để các bạn chờ phà. Có chỗ để khác luôn. Bến phà khang trang sạch sẽ quá. Bến phà có nhà vệ sinh nữa. Trời ơi, thật sự dễ sợ luôn, khang trang. Chị không? Để hầu vào bên khác. Trên sông có cái view bờ kè đẹp quá các bạn ơi. Rồi xuống phà nha. Đi em xuống phà. Quá đẹp luôn. Chúng chụp mình cho giả nó nữa kìa. Giống phà dòng cống mình quá. Quy bờ sông đẹp quá. Trước mặt là sông Tiền rộng lớn mênh mông ha các bạn. Thì mình ở sông Hậu, hôm nay mình đi qua bờ sông Tiền. Thì ở miền Tây mình có hai nhánh sông lớn nhất là sông Hậu và sông Tiền đổ ra biển Đông.
Ở đây thì bên đây là bờ Tân Châu, còn bên đây là Long Thuận và Long Khánh nha. Đoàn đã đến trước cổng khu du lịch sinh thái Tiên Định nha. À, phía trước là cánh đồng lúa xanh rờn, mênh mông bát ngát luôn các bạn ơi. Xung quanh là đồng lúa như thế đó các bạn. Đây, khu du lịch sinh thái Tiên Định. Đó. Địa chỉ là ấp Phú Hòa B, xã Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Đó. Và đầu tiên các bạn vào, các bạn sẽ thấy cái cổng là kính chào quý khách khu du lịch Tiên Định. Đó. Thì nhân dịp tham quan ở nơi đây thì mình cũng xin phép một số thông tin chia sẻ cùng với các bạn. Thì khi vào cổng đó thì giữ xe ô tô là 30k ha. Và vào miễn phí, không có thu phí vào cổng các bạn. Đó. Thì đó cũng là một cái ưu điểm của khu du lịch này. Đó. Rồi diện tích đó là 5 hecta nha các bạn, rất là rộng lớn luôn. Và được trang trí với rất là nhiều tiểu cảnh, trò chơi cho trẻ em, những trò chơi dân gian, và những cái tiểu cảnh để các bạn quay phim chụp ảnh. Và hôm nay thì ở đây có chợ xưa nha. Thì được biết hàng tuần vào ngày thứ bảy chủ nhật thì ở khu du lịch sinh thái Tiên Định có tổ chức chợ xưa. Và bây giờ là đoàn vào tham quan chợ xưa. Mời các bạn cùng vào tham quan chợ xưa ở khu du lịch sinh thái Tiên Định nha, Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp. Và giờ này cũng trưa rồi các bạn, 13 giờ rồi, nên đoàn cũng đói bụng rồi, nên là vào chợ xưa trước để chọn thức ăn ha, và ăn trưa ở đây. Thì hôm nay mình đi vào ngày chủ nhật, nhưng mà giờ này thì chợ xưa chưa có đông nha các bạn, vào lúc chiều tối thì mới là đông khách du lịch đến, cũng như bà con ở trong vùng đó. Thì các bạn thấy cái khu vực này rất là rộng nha. Thì trước là có cái bờ hồ và có những quán ở dưới hồ. Nếu các bạn mà muốn dùng là bánh canh, bún riêu, cháo gà, cháo vịt thì hướng xuống bờ hồ, ngồi dưới bờ hồ. Còn đây thì mình thấy, quan sát thì mình thấy chợ xưa ở đây rất là nhiều quầy hàng các bạn. Hai bờ. Mỗi một bờ thế thì có hai dãy hàng quán. Và tầm là mỗi một bên vậy thì tầm khoảng 20 quầy hàng. Vậy thì mỗi bờ là khoảng cũng 40 quầy. Mà hai bờ đất như thế này thì tầm cũng gần cả 100 quầy hàng các bạn. Nên là mình thấy rất là nhiều quầy hàng và rất là nhiều thức ăn nha. Thì theo chủ trương chung của tỉnh nhà, cũng như là ở mọi nơi, thì ở mỗi một huyện, mỗi một xã, tùy theo cái địa hình sinh thái, thì có tổ chức cái chợ quê, chợ xưa. Thì ở quê mình đó các bạn, ở đình Định Yên, đình thần Định Yên, xã Định Yên, huyện Lấp Vò đó, thì hàng tuần vào ngày thứ bảy thì cũng có tổ chức là chợ quê, chợ ma, chợ chiếu Định Yên đó các bạn. Rồi ở Cao Lãnh thì cũng có chợ quê, rồi ở Tháp Mười cũng có chợ quê đó. Theo mình được biết như vậy thì ở các huyện thị hiện nay thì đều có tổ chức chợ xưa, chợ quê ha. Thì đây cũng là nơi giao lưu văn hóa ẩm thực. Bà con đến đây vừa tham quan, vui chơi, rồi vừa thưởng thức những đặc sản ẩm thực của vùng quê, của mỗi vùng quê ở tỉnh Đồng Tháp mình. Đó. Cũng như là mua sắm những cái đặc sản và những sản phẩm ô cốp của tỉnh Đồng Tháp mình nữa. Ông này ngủ rồi, mày kêu ông Tây Tạng rồi, ông không có nghe đâu mà kêu. Cái tàu hũ này là sao? Cái tàu hũ đó con nướng cô ơi. Nướng hả? Dạ, có chiên, có nướng luôn cô. Là này là lò nướng, còn cái này là chiên, ở này hấp. Rồi cái này là cái chả giò Quỳnh Thánh. Nhiêu một miếng? Hai cuốn 5.000, hai miếng 5.000 luôn. Chả giò cũng vậy hả? Dạ, bằng giá. Hai miếng 5.000.
Ăn gì em ơi, vô trong ngồi em. Trong mát, vô bàn. Đây là mì cay 25k, gà rán. Đây hộp vịt lộn. Xăm, xăm lạnh, nước suối, hộp vịt lộn, hộp é nha. Trà đào, bánh tráng, trà sữa, tteokbokki. Lạ ha. Bánh mì nướng nha. Nướng lộn nướng không ạ? Có trứng cút nướng lộn nướng ha. Được không? Bánh 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 sao? Bánh thấy sao? Hả? Bánh à? Mới bắt đầu à. Rồi dùng đi. Bánh này không biết bánh gì. Không biết bánh gì tại thấy lạ lạ mình ăn cho biết. Còn bánh canh này cưng. Bánh canh hả? Bánh canh cũng sắc. Đây là cháo gà. Đây là bánh canh thớm nha. Em canh thớm. Như hoành thánh chi. Đại chai, hoành thánh chai luôn. Chai các bạn. Đó thì mấy cô đang bánh canh hến nè. Rồi hoành thánh chai. Rồi đây là bánh xèo chai. Rồi bánh xèo nha. Đây là bánh xèo chai. Bánh xèo 10k cái nha. Bánh chai thì 2 cái 15.000. Giá cũng bình dân các bạn. Chồng đó biết nhưng mà chén chân chồng kiểu mà. Thì nó là đá. Rồi giờ chỉ còn có tài xế cho ăn chưa xong thôi nha. Thì, đó vòng bển đi tham quan bờ bên kia xong. Nguyên băng của mình chụp hình giao sen đẹp lắm. Bánh tét chị 5.000 đồng. Tét ngũ sắc chị ơi. Tét ngũ sắc nhân đậu xanh. Đang gói những đòn bánh tét tí hon. Dạ ăn gì anh? Xò nướng 20k, ghẹ luộc nước dừa 20k. Xò nướng có gì? Sâu 7.000 à, sâu 20. Cái thịt mà đâu phải nướng ướp vừa ăn uống chị. Nướng nó ngon lắm chị. Ăn thử nướng này đi. Bánh canh đĩa 12k. Đĩa sắt. Bờ hồ rất là mát nha. Cái này là cháo vịt. Cháo gà vịt. Sang gà mini. Một cây cầu rất là đẹp. Đủ. Chà giò. Ấy đồ quay. Ôi giỏi, khỏi luôn nha. Con Hào bán nhiều mắt hay dạ. Sao? Má con Hào. Bán có vài tiếng hồ về rồi. Đúng rồi. Dạ, cái lũ nhiều quá nó bỏ nó không đủ bỏ nó. Bánh in. Dưới đó là bún riêu cua. Dưới chiếc xuồng là bún riêu cua.
nắng. Hàng lưu niệm dép 35k, đồ lẻ của bé, quần áo may sẵn nha, ba bộ 100k. Hộp vịt lộn nướng, bún cua, chờ mãng cầu, chờ chanh, cam giác, các loại giải khác nha. Rồi có bún măng vịt nữa nè. Rất là phong phú luôn nha các bạn. Bún giò heo nữa, ốc đắng, ốc gạo, sữa đậu nành, cơm nem, cơm nem nướng, cá cam nướng. Ăn chuối chị ơi. Ăn đi, ăn đi. Trả tiền mà. Mở ai được? Dân. Trả tiền chị ơi. Má chị trả 10 ngàn rồi. Cái này là nhiêu ạ? Trả 10 ngàn. Cái gì ăn gấp rồi. Ốc nó làm bạn ngon không hả cô? Nó làm nỉ rồi. Như của ông thầy giáo. Dạ. Chỗ đó là bà con với ông thầy giáo. Vậy đó hả? Mà công nhận hai chồng vợ không biết nấu một thôi đi. Không biết nấu một cũng mà ra mới bán. Tôi nói nấu cháo má heo, người ta kêu bưng tô cho má heo ra còn máu không. Nói sao mình nấu thì cục ta. Nói ngủ quên này. Tôi nói ngủ quên thôi. Má heo ta chạy luôn rồi. Bởi vậy. Ốc nóng nổi ngon. Bà một nồi vậy là 30k các bạn. Luộc xả, nước mắm cũng ngon. Nói giờ chưa chín. Thấy thương quá à. Mà nhỏ nhỏ thấy thương. Trời. Sau khi dùng ốc luộc xong thì lấy chị em quay ngược trở ra nha. Rồi chụp ảnh lưu niệm ở khu sinh thái Tiên Định này rồi. Sẽ tiếp tục lên đường. Ồ, bún riêu. Ê, phải nãy mình biết bên đây có bún riêu, mình qua ăn bún riêu ngon. Chụp ảnh lưu niệm ở đây rồi sau đó về Cao Lãnh các bạn ơi, về Cao Lãnh tham quan vườn nho Cao Lãnh nha. Chị em đứng chụp ảnh lưu niệm nha. Nhìn đẹp quá trời luôn nè. Vô vườn táo tham quan vườn táo nha các bạn. Trời ơi táo nè, mát rượi luôn đó. Đó vườn táo nha, như ôm trước đi, đẹp quá. Hai bên, bên đây bên kia đi, nghiêng nghiêng vô giống như mình múa vậy đó. Đúng rồi, đúng đúng rồi rồi rồi, gì đồng rồi, rồi đồng rồi đó. Rồi xuống cây cầu kiều, xuống cây cầu màu vàng rất là dễ thương. Xuống đây chụp lẹ đi, xuống lẹ mà con ơi, nắng nha, xuống đây nắng đó. Bên kia chụp qua sáng, bên đây chụp lại tối đó. Bún riêu cua trên một chiếc xuồng,
tôi xuống. Rồi hai ông bà đứng hai bên đi, nắm tay. Rồi đứng đầu đi, đứng sau. Rồi đẹp quá. Rồi các bạn thân mến, vì khu du lịch quá rộng nha, nên là chỉ chia sẻ giới thiệu các bạn là bên bờ tay trái thôi, và chủ yếu là chợ xưa. Còn bên tay phải là khu trò chơi dân gian. Và các cái tiểu cảnh thì Đòn không có thời gian để tham quan hết toàn cảnh khu sinh thái này các bạn, bởi vì rất là rộng. Và sau đó chị em chụp những tấm ảnh lưu niệm, và để tiếp tục cuộc hành trình tiếp theo trong buổi chiều nay là về thành phố Cao Lãnh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong hành trình tiếp theo nhé. Và bây giờ Đòn sẽ di chuyển về thành phố Cao Lãnh tham quan vườn nho.